Yo, 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 yo. Hello nha, chào người nha, chào mừng quay trở lại với channel của mình là Tụ Từ Đường Phố đây giống người nha. Xin chào tất cả anh em của game Hải Tặc nha. Ok, sorry. Ok, hôm nay thì mình mới kiếm được một cái tựa game mới anh em. Đó có tên là Pirate gì ấy, What anh em. Nói chung là tiếng Anh mình cũng không hiểu như nào, nhưng mà nói chung là nó cũng là tựa đề Hải Tặc các bạn nha. Mình thấy cũng khá là hay, mình mới xem qua quảng cáo đây anh em. Mình tải về từ hồi sáng và giờ mình mới vào trải nghiệm game, thì mình tính rủ anh em vào trải nghiệm xem game này nó có hay không. Đấy, nếu mà hay thì chúng ta sẽ lại cùng có thêm một cái game mới để chơi anh em. Và nếu mà hay thì mình lại đi săn cốt luôn tặng cho anh em. Ok nhá, giờ chúng ta bắt đầu cùng nhau trải nghiệm nào. Tiếng Anh à? Cái này có bản Việt không ta? Của tiếng Anh tắt nhạc anh em, tưởng có bản Việt thì để chứ tiếng Anh thì thôi. Xanh tóc đỏ, nhờ xanh mà Luffy có động lực để ra biển. Đấy, để trở thành vua hải tặc. Chiếc mũ rơm nghề nên bao sóng gió. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nào. Ui, mới vào nhìn tính năng khá là nhiều. Mới được ngủ dậy, xong gặp thằng Kobe. Đấy, mình sẽ trở thành vua hải tặc các kiểu, ui, các thứ đây anh em. Xem nào, chiêu mộ à? Mới vào chúng ta sẽ chiêu mộ Luffy. Luffy chắc chắn rồi, ui, Luffy dạng S luôn này. Game này thì nói chung là cũng mới, mình xem qua quảng cáo rồi anh em. Nó cơ bản mình cũng xem qua quảng cáo rồi, thấy nó cũng khá là hay. Mới thì mới nhưng mà nói chung là cái phong cách chơi game thì mình thấy cũng khá là ok. Còn đâu vào trận nào thì mình chưa biết anh em. Đây, chờ chúng ta mới vào trận để xem nào, đánh đấm như thế nào. Sẽ Luffy đánh nhau với Kobe rồi. À, lại chia kiểu đánh lượt các bạn ạ. Đây là chia theo kiểu đánh lượt anh em. Đó, chia là đánh lượt, cũng kiểu đánh lượt đây anh em. Để xem nó có bị công nghiệp hóa không các bạn nha. Mong rằng nó không bị công nghiệp hóa quá. Nó vẫn giữ được cái chất của hải tặc đại chiến. Chỗ One B anh em, nó vẫn giữ được tí cái chất của nó thì hai anh em. Uầy, được, Luffy nhìn thấy là chất chơi người rơi. Thấy có giả nâng nâng lên dạng SMS luôn đấy anh em. Luffy này nâng dần lên khi nào lên đến cả Gen T4 anh em. Đấy. Ô mới vào cho đến cho đội X2 luôn à. Second. Rồi, Kubi đây. Kub Never đây anh em này. Đấy. Ô, cái này nó tiếng Anh hóa luôn à. Cái này phải chứng tỏ game này chắc có bản Việt chứ anh em nhờ. Có bạn nào biết tên bản Việt không? Chỉ mình cái. Có bản Việt qua bản Việt chơi khi lại hay hơn. Được đấy, nói chung là cũng được đấy anh em. Thấy chưa? Quà này anh em này, xem quà. Ba cái loại, ba thể loại quà, cũng có cốc bia trang bị đàng hoàng anh em. Nhiệm vụ à? Đây là chắc chắn là nhiệm vụ rồi anh em. Đây là nhiệm vụ ngày à? Còn đây chắc là tháng à, thành tựu à, đây là thành tựu các bạn nhá. Nhìn sơ qua là cũng nói chung nhìn sơ qua các thể loại game này chơi qua thì anh em biết rồi. Nạp các mốc nạp của chúng ta anh em. Còn đâu đây, quà nạp đầu anh em nhận được Lami đó, quà nạp đầu nhận được Lami. Có cả xem video nữa à, không được. Đây là Chopper à, Chopper sao? À, nạp vào 90 đồng nhận được Chopper anh em. Nạp vào 90 đồng nhận được Chopper. Thế còn Nami sao? Cũng 99 đồng anh em. Tiếp theo vương miện gì đây? Cái này cũng là chắc là các mốc nạp. Nhìn sơ qua các thể loại game này là biết rồi anh em. Có cái có gì đây? À, đăng nhập mỗi ngày này. Nói chung là game mới trông cũng được. Nhưng cơ bản có bản Việt thì có khi hay hơn anh em. Để mình kiếm xem có bản Việt không nhá. Các bạn kiếm đấy nhá. Có bản Việt ném nhau cái anh em. Online 7 ngày à, là mua kim cương đây. Ok, nói chung thì không biết làm thế nào. Đại khái là cũng được, thử đây không phải nhận vội anh em. Home. À, đây là về căn cứ nữa các bạn. Đây sao? Đây là các kỹ năng. Còn đây là tướng này. Có túi đồ, mấy con cái kiếm thôi. Ừ, sao ấn vật trang bị không được nhỉ? Máy bị nát à? Đây rồi. Chúng ta có Luffy dạng S anh em. Trang bị vô đây, up lever đây anh em này. Đó, để up lever này, up dần lên về sau nó sẽ đổi đây anh em này. Đó, second này lên tiếp này. Đó, cứ up dần là nó sẽ lên anh em nhé. Ui, khá là nhiều tính năng anh em. À, đây là skill anh em, skill này. Ui, nắm đấm này anh em này, về sau đổi dạng nữa chắc kiểu vậy. Ôi, hợp lý đấy nhờ. Thế thì phải bám chơi anh em, thế phải bám chơi dần mới được. Cái game này phải bám chơi dần anh em.
Mình là lại thấy hợp lý rồi, tối nay mình cũng đang rảnh, mình có thời gian mình sẽ ngồi cày game này dài dài luôn đấy. Đấy, anh em kiếm được bản Việt nữa thì comment mình biết với nhá. Chắc chắn là các bạn ui Usopp nữa này. Usopp SS luôn ạ. Không biết có dạng SS không anh em? Mấy game này chắc là có anh em tướng đỏ nữa. Kiểu gì thì kiểu, tí đi xem coi. Mạng nước tí coi là biết ngay mà. Ủa sao lại Usopp ta? Công nghiệp hóa rồi các bạn, đúng công nghiệp hóa rồi. Nó phải theo chuẩn một tí chứ. Zoro này, xong đến Nami này, Nami xong đến Usopp này. Usopp xong Sanji. Đó, Sanji rồi thì bắt đầu đến Chopper. Đấy, Chopper rồi đến Franky đúng không? À, đâu? Chopper rồi đến Nico Robin. Đấy, Nico Robin xong rồi đến Franky. Đấy, Franky xong đến Rook. Đấy, nó phải theo thứ tự như vậy nó mới đúng theo bản 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 gốc chứ. Cái này thì hơi công nghiệp hóa rồi các bạn. Nhưng thôi kệ cũng được, chơi cũng được. Nói chung là có thêm game mới để mình làm video cho anh em xem. Đồng thời mình cũng có cái game mới mình trải nghiệm. Mình nói rồi, mình ít khi ngồi yên được một game đó các bạn ạ. Cái tính là hay thích mày mò các thể loại game cho nó vui ạ. Bây giờ đây có anh em nào vậy không thì mình không biết, nhưng mà tính mình lại vậy, anh em thông cảm nhá. Cốc bia này. Ok, mình sẽ về căn cứ. Chúng ta có đây quán bar này anh em này, chiêu mộ. Ok, 100 lần là nhận được ấy. Đây anh em có ba thể loại này. Ui căng đét các bạn, căng đét đèn đẹp anh em, xịn sò con bò luôn các bạn chứ đừng có nói. À ui không có đến một cốc bia, đây là bằng cốc bia vàng, bên này cốc bia thường. À ở ứng dụng rồi đây anh em, đây là cốc bia thường này, xem ra tướng gì Roro à. Ôi Opach dám gì, 100 dương thì mở ra chắc có khả năng nhận được tướng đỏ tướng cam gì đấy anh em. À đây Roro Loaro đây rồi anh em, cuối cùng gặp Roro Loaro rồi. Chế độ x3 được không? Không được anh em, chế độ x2 là cao nhất ở đây rồi. Ừ. Đạn tên lửa của khỏe thế, hết tiền rồi có lạp thử và xem đến Lamy thứ về xem nó ok hơn không anh em. Chopper nữa cũng được, nói chung là cũng ngon lành đấy, cũng ra gì mà này nọ phết. Lại nạp à, nạp thì bỏ đi, gói này có gì đây, hay là lấy dần là nó quảng cáo gói nạp vậy, đừng nói giờ là quản toàn 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 gói nạp nhá, đã không có tiền đâu, đã đang nghèo lắm rồi, Tết năm nay Tết nghèo rồi anh em ạ. À, buồn lắm. Đấy, hứa hẹn trước Tết là cố gắng kênh đạt được 40.000 người đăng ký, mà giờ mới là có được, chắc là hôm nay được 35.000 rồi anh em. Thôi thế cũng được, ăn cái Tết nó cũng ấm no rồi. Đã bị lãng rồi, tí nha anh em nhé. Ok, tiếp tục nào. Lại gói quà gì nữa anh em. Nắm gói đấy nhờ. Hỏa quyền A này, uầy. Cái này rút đấy anh em, cái này rút đấy. Làm tính năng lắm, nói chung là làm tính năng lắm các bạn. Cứ phải từ từ đợi lên never rồi bắt đầu nhận lên thêm. Lực chiến của mình giờ mới có 3k chứ mấy. Nâng tướng lên thêm được nữa không nào. Đầu tiên là để xem là đã nâng được cháu này lên chưa. Thiếu đá các bạn, thiếu đá, thiếu 50 đá. Thế thì úp ai lên anh em, úp cháu này lên. Cho lên luôn. Có đồ không? Không có đồ à. Mới có 3 tướng thôi anh em, hơi yếu nhờ. Yếu cũng được, ra trận đây. Ừ. Uầy. Trông thấy chữ Usopp đấm có vẻ ra gì và bắn ra gì và lại lọ phết anh em. Usopp bắn được ấy chứ nhờ. Không, nói chung game này hay, game này cũng được, chơi cũng hay. Đêm nay để mình cày, cày xem có gì hot hot, sáng mai mình sẽ lại quảng cáo và chia sẻ cho anh em xem. Đúng không? Cũng hợp lý đúng không các bạn? Đấy. Cố lên nào, cố lên nào, tiếp tục cam cam quà. Ok, nói chung anh em thấy con game này sao? Đó, thấy hay không? Nếu hay thì hãy chơi cùng mình nhá. Cái này mình cũng chẳng quảng cáo cho ai đâu, chẳng qua mình thấy game nào hay hay thì quảng cáo cho anh em xem thôi. Các bạn thấy hay thì chơi cùng mình thôi, chứ không nhiều bạn nào bảo nhận quảng cáo, không có nha anh em nhé. Đây mình game thì mình còn chưa nhận được đơn quảng cáo cũng quế đâu, không nhiều bạn kêu là nhận được đơn quảng cáo nữa thì mệt ạ. À, có shop nữa này, shop vào được luôn không? À, vào được shop này anh em này,
shop cũng bán bằng kim cương à. Ui, cái đá này như là đá mình đang cần này. Ui, mua được 1k luôn ạ. Làm luôn 1k đi. Về lưng như tướng anh em. Luffy này. Lên. Kích hoạt skill mới anh em. Lại đẹp trai phô mai que ngay. Rồi cái này không biết là về sau có đền thăng cấp không. Mấy cái loại game này là hay có đền thăng cấp lắm. Kiểu ví dụ như anh em có hai thằng Luffy á, xong bắt đầu gộp 3 chứ. Một thằng nhân hai thằng nữa bỏ vào xong gộp lên dần đấy. Mấy cái loại game này là mình nghi kiểu đấy lắm đó các bạn. Mình tím thôi à. Nào xem Luffy có skin mới đánh hại đẹp không nào. Chắc tối nay từ giờ đến tối mình cày đến tối chắc là thức tỉnh hết skin của Luffy luôn anh em. Cũng là đấm rồi à. Có skin đấy, skin book rồi anh em. Ô cũng chỉ là kim thế thôi anh em. Kiểu kim book hay sao á. Ok nói chung anh em thấy cái tựa đề game này sao. Nếu hay thì comment cho video mình nhé. Và nếu các bạn tìm ra bản Việt của nó thì hãy comment mình biết luôn. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn đâu video này chắc mình cũng vớt sơ sương thế này thôi anh em. Đó mình sẽ cày tiếp. Và nếu có gì hot mình sẽ quay cho anh em ở video tiếp theo nhé. Có gì hẹn gặp anh em ở sáng mai. Giờ thì video kết thúc thôi. Bye bye. Chào và tạm biệt.